Tiếp đó chúng ta sẽ đi đến câu 1E. Thì trong câu 1E thì người ta nói là người ta hỏi chúng ta tìm giá trị của M để cái cột thứ tư biểu diễn tuyến tính qua các cột còn lại. Và thêm nữa người ta hỏi thêm đến là khi đó thì cái cột thứ tư có phải là biểu diễn tuyến tính một cách duy nhất qua ba cái cột còn lại hay không? Thì ma trận B là một ma trận cấp 4 nhân 4 mà nó tồn tại cái cột thứ tư biểu diễn tuyến tính qua các cột còn lại. Và khi đó thì hệ vectơ cột B cột 1, B cột 2, B cột 3 và B cột 4 nó sẽ phụ thuộc tuyến tính. Mà hệ vectơ cột của ma trận B phụ thuộc tuyến tính nên là định thức của ma trận B sẽ bằng 0. Định thức ma trận B bằng 0 thì lúc này định thức ma trận B bằng 32 nhân với cả M trừ 3 bằng 0 thì sẽ giải ra được giá trị là M bằng 3. Hay nói cách khác đấy là M bằng 3 nó là điều kiện cần mà để cái cột thứ tư của ma trận B biểu diễn tuyến tính qua các cột lại. Và khi này thì với ma M bằng 3 thì chúng ta phải giải theo điều kiện đủ, tức là chúng ta phải thế ngược lại phương trình để chúng ta xem với M bằng 3 thì có phải là cột thứ tư của B nó biểu diễn tuyến tính qua các cột còn lại hay không. Thì với M bằng 3 thì chúng ta sẽ xét cái hệ phương trình có dạng đấy là x1 nhân B cột 1 cộng x2 nhân B cột 2 cộng x3 mà nhân B cột 3 nó bằng B cột 4. Và chúng ta gọi phương trình này là phương trình sao. Và nếu mà chúng ta thấy là nếu mà phương trình này nó có nghiệm x1, x2, x3 hay nói khác là nó tồn tại ra cái giá trị x1, x2, x3 mà để cho cái cột thứ tư nó bằng x1 nhân b cột 1 cộng x2 nhân b cột 2 cộng x3 nhân b cột 3 thì khi này cái cột thứ tư của ma trận B được gọi là biểu diễn tuyến tính qua các cột cột 1, cột 2, cột 3 của ma trận B. Như vậy thì để xem cái M bằng 3 nó có thỏa mãn hay không thì chúng ta phải xem là cái hệ viễn trình sao này nó có nghiệm hay không với M bằng 3 hay không. Thì với M bằng 3 thì hệ viễn trình sao này nó sẽ có cái ma trận hệ số mở rộng chính là ma trận B. Nó sẽ là như ở đây. Tuy nhiên thì chúng ta đã thay cái M cái giá trị của M bằng giá trị của 3 nó ở đây rồi. Và chúng ta đi xét một cái định thức con cấp 3 của ma trận hệ số của cái hệ viễn trình này. Thì định thức con cấp 3 của ma trận hệ số của viễn trình này thì cái định thức cái ma trận hệ số của viễn trình này đấy chính là cái ma trận mà được giới hạn bởi ba cái cột đầu tiên của ma trận B. Thì định thức con cấp 3 nó đây chúng ta xét là cái D123 123 thì nó chính là bằng giao bởi dòng 1, dòng 2, dòng 3 và cột 1, cột 2, cột 3. Thì chúng ta thu được giá trị nó là bằng 9. Nó khác không? Như vậy là hạng của cái ma trận hệ số của cái ma trận của hệ viễn trình lúc này phải lớn bằng 3. Mà ma trận hệ số là ma trận cấp 4 mà nhân với 3. Cho nên là hạng của ma trận hệ số phải bằng 3. Thêm nữa thì chúng ta có được đến là định thức của ma trận B thì nó bằng 3. Định thức của ma trận B khi mà M bằng 3 ấy, thì nó bằng 0. Cho nên là mà cái ma trận B này nó tồn tại cái định thức con cấp 3 nó khác không. Do đó mà ma trận B này thì hạng của nó chỉ thể bằng 3. Và hạng của ma trận B là hạng ma trận hệ số mở rộng mà nó bằng hạng của ma trận hệ số bằng 3 trên này. Và nó cũng chính là bằng cái số ẩn x1, x2, x3. Cho nên là hệ viễn trình sao lúc này nó sẽ có nghiệm duy nhất. Hệ viễn trình sao lúc này nó sẽ có nghiệm duy nhất. Và khi đó thì cái cột thứ tư nó sẽ biểu diễn tuyến tính qua ba cột còn lại khi M bằng 3. Và do là có nghiệm duy nhất nên cái biểu diễn tuyến tính này là biểu diễn tuyến tính duy nhất. Và từ đây thì chúng ta có thể kết luận ra được cái kết quả của bài toán này. Phần tiếp theo thì chúng ta sẽ đi đến câu 1F. Thì trong câu 1F này thì đề bài bắt chúng ta đi tìm cái ma trận phù hợp của ma trận A'A. Thì đầu tiên chúng ta thấy được là từ câu 1C thì chúng ta có được đến là ma trận A là ma trận có hạng bằng 2. Mà chúng theo bất đẳng thức hạng thì chúng ta có được hạng của ma trận A'A thì nó nhỏ bằng hạng của ma trận A và bằng 2. Và 2 này thì bằng 4 trừ đi 2. Mà cấp của ma trận A'A nó là cấp 4 nhân 4. Bởi vì A là ma trận cấp 3 nhân 4. A' lúc này sẽ là ma trận cấp 4 nhân 3. Và nhân thêm ma trận A cấp 3 nhân 4 nữa thì lúc này ma trận A'A là một ma trận cấp 4 nhân 4. Và ở đây chúng ta sử dụng cái tính chất đấy là nếu mà hạng của ma trận A
mà nhỏ hơn bằng n mà trừ 2. Thì trong đó n là cấp ma trận. Chúng ta có thể kết luận ra được đấy là hạng của ma trận A sao lúc này sẽ bằng 0. Và khi hạng ma trận A sao bằng 0 rồi thì ma trận A sao lúc này sẽ là ma trận 0. Và khi đó chúng ta kết luận là ma trận phù hợp của ma trận A nó chính là ma trận 0. Tuy nhiên chúng ta đi chứng minh cái này thì chúng ta thấy là ma trận A sao ấy nó sẽ được lập bởi các cái phần bù đại số. Mà các phần bù đại số thì nó được tạo thành bởi từ các cái được tạo thành từ các cái định thức con cấp n trừ 1 của ma trận A. Mà đây chúng ta thấy là hạng của ma trận A nhỏ bằng n trừ 2. Cho nên là tất cả các định thức cấp n trừ 1 trở lên của ma trận A thì đều bằng 0. Như vậy thì tất cả các định thức con cấp n trừ 1 ma trận A bằng 0, mà ma trận A sao nó được tạo bởi các cái phần tử được tính bởi các cái định thức con cấp n trừ 1 như thế thì ma trận A sao lúc này chính là một ma trận 0.